Trước đó, các trinh sát biên phòng đã bắt giữ Đoàn Ngọc Phúc, 25 tuổi, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tại một vị trí gần chợ trung tâm Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, với tang vật là 2 kg ma túy dạng đá. Từ lời khai ban đầu của Phúc, lực lượng biên phòng Quảng Trị phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông tổ chức chặn bắt trên quốc lộ 9. Qua đó, bắt giữ một nghi phạm liên quan tên Nguyễn Đức Hải, 29 tuổi, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục khai thác nóng hai nghi phạm, đến 14 giờ cùng ngày, tại trước quán cà phê nằm trên quốc lộ 1, thuộc xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, lực lượng đánh án đã bắt Lê Đình Quang, 37 tuổi, trú xã Lộc Bổn. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, Quang là nghi phạm chính, cầm đầu đường dây ma túy này. Hiện lực lượng biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng.